cảm ơn quý vị vẫn giữ là sống và bây giờ chúng tôi đi vào phần thứ hai thưa anh à, nói đến cái bệnh viện vì dân thì người ta nghĩ ngay đến bà cựu tổng thống thiệu và sau khi bà mới vừa qua đời đây thì người dân đã nhớ đến cái bệnh viện của bà bà đã hy sinh gần như là cả một cái cuộc đời là để nhất phu nhân của mình để vận động mà xây một cái bệnh viện cho người dân thì cũng như thế thì ở Việt Nam có một cái bà gọi là bà Nguyễn Thị Kim Tiến là Bộ trưởng Bộ Y tế nhưng mà bà lại cũng phục vụ ở trong bệnh viện này sao giờ chót là để chăm lo sức khỏe của cái lãnh tụ Cộng sản mà thôi Cộng sản Việt Nam thì à, bà này bà có nhiều cái hiện tượng lắm thì xin anh nêu lên cái bà này một vài nét chấm phá dạ yeah. yeah, kính cảm ơn anh à, riêng về à, bà đề cựu đệ nhất phu nhân Việt Nam Cộng Hòa thì chúng tôi không có thời giờ để kính dân những cái lời cảm niệm chúng tôi đối một một vị tiền bối của chúng tôi là à, đệ nhất phu nhân của tổng thống nguyễn văn thiệu à, riêng hôm nay chúng tôi sẽ trình bày người thì kim tiễn là ai và người thì kim tiễn biểu trưng cho bộ mặt gian quyền của cộng sản việt nam hay là một cách chính xác là đợt cuộc đời của, ông Nguyễn Thị Kim Tiến là thực hiện cái gọi là lý tưởng cộng sản là ấp ủ trong cái tư tưởng của những người muốn bước vào cái 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 gọi là phục vụ cho lý tưởng cộng sản thì đây là người kiếm người thì kiếm tiền với lý tưởng cộng sản kính thưa quý vị sáng ngày hôm tháng 7 2013 trả lời về việc trẻ sơ sinh ở Quảng Ngãi Quảng Trị bị chết sau khi tiêm vaccine à, viêm gan B thì à, bà, bà nói rằng trách nhiệm của ai sẽ xử lý người đó à, lỗi vaccine thì đem vaccine ra xử <laughs> rồi nếu lỗi của người tiêm thì xử người tiêm nhưng lỗi do kỹ thuật thì đem kỹ thuật ra xử thì một lần nữa khi bị báo chí dư luận yêu cầu bà từ chức vì những vấn đề lém nhém thì à, bà nói rằng với sự nắc bét Bà xác nhận nghe với sự nát bét của ngành y như bây giờ Không ai làm tốt hơn tôi nữa Nếu quý vị chỉ ra một người làm giỏi hơn Tôi sẽ từ chức để họ làm Cứ thưa quý vị nếu câu nói mà trả lời Câu này mà nếu trả lời ở một cái nước tự do dân chủ thì máy ra Còn có thể xác định Chắc về Cộng sản mà bà từ chức thì đâu phải là bà nhường là ai muốn ngồi là ngồi Tức là có người Cộng sản nó gian dũi từ từng lời nói Bây giờ chúng tôi xin trình bày lần lượt con người lý tưởng bằng người cấp tiền đang thực hiện lý tưởng cộng sản lý tưởng cộng sản là ăn trần người đã bây giờ ăn trần là cái gì thuốc điều trị cho bệnh nhân phong cùi các loại vaccine hoặc sử dụng vaccine quá hạn là đem vaccine để hoặc là thuốc chữa bệnh cho bệnh nhân phong cùi tức là những người mà xấu số nhất xã hội và những người đang bị đang đang bị một cái bệnh gì đó mà cần phải tiêm vaccine thì bà này cho tiêm những loại vaccine hoặc giả hoặc quá hạn, tại vì giả và quá hạn là rất rẻ tiền mà đôi khi là từ trẻ ra để chích cho người ta bất kể sinh mạng người đó như thế nào. để nhưng khi mà tính tiền á và ngân quyền của quốc gia vẫn tính tiền thật, vẫn tính tiền vắc vaccine thật và tốt. như vậy rõ ràng hành động này là hành động đầu tiên của một con người cộng sản, người sẽ kiếm tiền để thực hiện lý nghĩa cộng sản. thứ hai cái này còn 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 ghê hơn này buôn bán thuốc ung thư già với tư cách bộ trưởng nguyễn kim tiến đã cho phép nguyễn minh hùng nguyên chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty vn uh, việt nam pharma và võ mạnh cường nguyên giám đốc công ty thương mại hàng hải quốc tế hnc mua 838.000 hộp thuốc bốn loại thuốc gọi là health uh, 2000 canada hơn 54.000 tỷ đồng để nhập nhập vào Việt Nam tiêu thụ. Thứ hai, thứ ba nữa là hội mại quyền thể thứ một cái nữa gọi là thứ thứ tư nữa là hội mại quyền thể. Ngày 26 tháng 12 năm 2015, người Kim Tiến bổ nhiệm chồng của ý của bà ta là Hoàng Quốc Hòa Hóa làm giám đốc bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmed Control Park thuộc tập đoàn à, Vingroup tức là tập đoàn của Phạm Nhật Vượng vừa rồi mà đang trình bày cái chiếc xe VinFast tuần trước mà anh đều có trình bày. Rồi, Nguyễn Minh Hùng, tổng giám đốc Việt Nam Pharma hối lộ cho bà Tiến này một căn biệt thự rộng 500 m2 với giá tiền là 60 tỷ đồng, đứng tên là Hoàng Quốc Cường, đó là con trai của bà Tiến liên kế cái khu cái nhà cái, cái, cái liên kể sau căn nhà của bà ở căn biệt thự của bà ở số 177 Nguyễn Văn Hưởng. Và đồng thời, bà Tiến cự Hoàng Quốc Dũng, em trai của chồng bà và ban lãnh đạo công ty Việt Nam Pharma và được chia tiền lời tới 24%, một người thôi. Mà chia tới 24% là gần 1/4. 1/4. 1/4. Công ty VN Pharma, Việt Nam Pharma phải mua một cái nhà bên Mỹ để gọi là văn phòng văn và Việt Nam Pharma ở xa tức là Hoa Kỳ và cho con trai của mình là Hoàng Quốc Cường quản lý với lương 5 triệu đồng à 10, 33 triệu đồng một tháng bây giờ tôi chúng tôi sẽ trình bày vài nét về công ty Việt Nam Pharma Việt Nam Pharma được thành lập vào ngày 25 tháng 10 2021 tài số 666 trên 13 trên, 10, trên 3 ở đường 3 à tháng 2, phường 14, quận 10, thành phố Lão Hồ. Với số tiền điều lệ là 40 tỷ đồng, doanh số bán vào năm đầu tiên là 0 đồng, vào năm 2011 đến năm 2013 là chỉ có 2 năm sau thì tăng từ 0 đồng lên tới 971 tỷ đồng. Và đến năm 2014 là tăng lên tới 1077 tỷ đồng và chỉ gần 3 năm sau, công ty Vama đã thao túng hầu hết tất cả các thị trường đấu thầu ở tại các công ty các bệnh viện lớn nhỏ ở tại Việt Nam từ trung ương tới địa phương. Ví dụ như trúng thầu ở tại Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh năm 2000, năm 2014 là 488 tỷ. Bệnh viện Chợ Rẫy là 120 tỷ. Bệnh viện Đạt Y Dược thành phố Hồ Chí Minh là 40 tỷ, bệnh viện Bạch Mai là 21 tỷ, bệnh viện Trung ương Hồ Huế 20 tỷ, bệnh viện Thống Nhất là 8 tỷ và các sở y tế lớn nhỏ từ 1 các sở y tế nhỏ từ 1 tới 2 tỷ và những sở y tế lớn là từ 20 tới 30 tỷ đồng. Một mình Nguyễn Kiều Kiến Trương đã thâu tổn và chia trả cái lời cho những tay bộ hà, tay chân của, của thị ta. Bây giờ tôi nói đến những, những gian dối của phạm kinh của người kiểm thế nào Ngày 11 tháng 11 năm 2015 Bộ Y tế có gửi một văn bản số 989 Trên uh, A -N d ANDT yêu, Nội dung là yêu cầu Bộ Y tế làm rõ trách nhiệm của Bộ trưởng Y tế Về việc cho phép công ty Việt Nam Pharma nhập thuốc h cap và không mà không phải xuất xứ từ Canada cho phép. Sau khi à, văn nó được ra, thì Canada xác nhận rằng lô thuốc đó không phải xuất xứ từ Canada. Thế là người thì kiếm tiền là cử một phái đoàn sang đồ và chạy trọt như thế nào đó để Ấn Độ xác minh rằng cái cái loại cái cái, cái cái, lô thuốc H Capita từ Ấn Độ nhưng tòa án đã không chấp nhận vì lý do là việc cử người đi là do bộ y tế tự động chứ không à, được à, xác minh theo cái tình trạng của sự tổ tụng. qua một số vấn đề thì chúng ta thấy thế nào chúng ta thấy năm 2019 nghìn thì kim tiệp bị mất chức bộ trưởng vì những cái gián dối này nhưng mất chức bộ trưởng nhưng qua làm à, là trưởng ban bảo vệ sức khỏe của cán bộ cao cấp trung ương của đảng cộng sản việt nam và vẫn giữ hàm bộ trưởng trong vấn đề quyền lợi bây giờ chúng ta thấy cái quyết định của ủy ban của ủy ban à, à, kiểm tra trung ương thì ở đây chúng tôi xin trình bày cái phần sau trước cái phần quan trọng nhất là cái phần công an truy tố phần công an truy tố thì trong an truy tố trương quốc cường thứ trưởng bộ y tế nguyễn minh hùng <laughs> xin lỗi quý vị nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc công ty Việt Nam Pharma, Võ Mạnh Cường, Nguyễn giám đốc công ty thương mại Hà Quốc tế SNC và 8 người khác. À, như là Nguyễn Việt Hùng, nguyên phó cục trưởng cục quản lý dược Bộ Y tế của Bộ Y tế, Phạm Hồng Châu, nguyên trưởng phòng đăng ký thuốc cục quản lý dược và Lê Đình Thanh, cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Thu Thủy, phó trưởng phòng quản lý giá thuốc cục quản lý dược và tất cả bị đề nghị và tội lợi dụng chức vụ quyền hàng trong thi hành công vụ thiếu trách nhiệm và buôn bán hàng giả chúng ta thấy cái số người mà bên phía bộ công an truy tố không có nguyễn thị kim tiệp là người đứng đầu không dính à, mà chỉ dính những chức vụ như từ thứ trưởng từ xuống và những cái người mà à, trợ phó phòng quản lý dược cái cục uh, giá thuốc và với cái tội danh là thiếu trách nhiệm chứ không phải là cái tội buôn bán hàng giả chứ không phải hàng lậu hàng giả chúng tôi xin tranh là hàng giả nhưng trong bản cáo trạng là buôn bán là, là, là thiếu trách nhiệm buôn bán hàng giả hàng giả chứ không phải là à, buôn bán hàng giả và hàng giả này tức là hàng vừa giả mà vừa lậu mà không đúng với cái tiêu chuẩn để mà à, của một bộ y tế và về vậy thì với người kiếm tiến, thì đảng cộng sản xử lý như thế nào xử trí như thế nào thi hành kỷ luật ban cán bộ bộ y tế nhiệm kỳ 2016 đến ngày 21 và bà nguyễn kim tiến trong đó có bà nguyễn tiến trưởng ban bảo vệ sức khỏe cán bộ trung ương ủy viên trung đảng bí thư ban cán sự nguyên bí thư đảng ủy và nguyên bộ trưởng y tế và cảnh cáo bộ ban thường vụ đảng ủy bộ y tế ban thường vụ đảng ủy bộ bệnh viện bạch mai hiện tách cục quản lý. Tức là người ta chỉ đưa vấn đề nạn ra mà không nói đến vấn đề sẽ tịch thu những cái tài sản mà chúng nó đã thăm thăm là một công quỹ. Kính thưa quý vị, chương trình chúng tôi được bác kỹ thuật bỏ cho đến hết giờ. Chúng tôi xin lưu luyện cho tay quý vị và xin hẹn gặp quý vị ở những chương trình sau. Kính mong quý vị tiếp tục ủng hộ cho chương trình chúng tôi. Trân trọng kính chào và kính chúc mọi sự an lành đến quý vị và gia đình.